tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bài trình bày của thạc sĩ đồng phú khiêm của bệnh viện đến từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương với cái nội dung trình bày là viêm phổi virus dạ vâng kính thưa chủ tọa đoàn kính thưa quý thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp à, chúng ta đã biết thì trong khoảng gần 20 năm trở lại đây với sự phát triển của các kỹ thuật sinh học phân tử và ứng dụng trong trần đoán thì đã làm cái thay đổi cái góc nhìn cái kiến thức của chúng ta về căn nguyên gây ra viêm phổi nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết là virus sẽ đang ngày càng được biết đến là một trong những căn nguyên phổ biến và quan trọng gây ra viêm phổi tuy vậy thì trên thực hành lâm sàng thì cái việc trần đoán viêm phổi do virus vẫn còn gặp là khá là nhiều khó khăn và thách thức về điều trị thì thường phần lớn ở các nơi chúng ta thực hành lâm sàng chúng ta vẫn thường chủ yếu điều trị cái căn nguyên liên quan đến vi khuẩn hoặc căn nguyên khác và chính vì vậy cho nên là cái căn nguyên virus thực sự là căn nguyên đúng như cái tên của mà ban tổ chức đã giao nhiệm vụ cho em là một căn nguyên rất dễ bị lãng quên thì theo sự phân công của ban tổ chức thì trong ngày trong buổi hôm nay em sẽ trình bày cái bài và này với một số nội dung chính một là những gánh nặng của viêm phổi do virus hai là những thách thức trong chẩn đoán viêm phổi do virus giá trị của việc mà chẩn đoán được viêm phổi do virus cũng như là một số cái giải pháp giúp là tăng cường chẩn đoán viêm phổi do virus. À, đầu tiên là về gánh nặng của viêm phổi do virus. À, thì chúng ta cũng đã biết như số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy rằng là trong khoảng 20 năm trở lại đây, các cái nhiễm trùng đường đường hô hấp thì vẫn là vẫn nằm trong top 4 những căn nguyên hàng đầu gây tử vong ở trên thế giới. Trong đấy thì virus là cái căn nguyên mà ngày càng được biết đến là một cái căn nguyên phổ biến gây ra tình trạng viêm phổi. À, theo một cái bài tổng quan hệ thống và phân tích meta thì cho thấy rằng là cái căn nguyên virus chiếm khoảng 24% các cái căn nguyên gây ra viêm phổi cộng đồng mà phân lập được trong đấy thì đáng chú ý trong cái 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 phân tích này thì có những nghiên cứu cho thấy là là cái căn nguyên virus có thể chiếm đến 56% các các trường hợp mà căn nguyên vi phổi phân lập được và cũng trong cái bài phân tích meta này cho thấy rằng là, là cái cái nhóm mà nhìn chung thì viêm phổi do virus thì có nguy cơ tử vong cao hơn so với viêm phổi do vi khuẩn nhưng mà khoảng 1,3 lần nhưng tuy nhiên thì cái trong cái phân tích này thì sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê Uh, một cái uh, phần cái bài mà tổng quan hệ thống khác tổng hợp uh, gần nhất trong đây đăng tải năm uh, 2020 thì tổng hợp uh, hai dữ liệu của 22 nghiên cứu từ năm 2005 đến 2019 uh, về uh, căn nguyên gây ra viêm phổi cộng đồng thì cũng cho thấy uh, là cái căn nguyên virus nó chiếm uh, từ khoảng uh, 20 20, gần 23% cho đến gần 37% các cái trường hợp mà căn nguyên vi, uh, phân lập được gây ra viêm phổi ở cộng đồng và trong trong các cái căn nguyên virus phân lập được thì uh, rhinovirus hay là cúm uh, cúm mùa uh, RSV, HMV hay là một số cái virus ở như trên bảng này là cái căn nguyên virus phổ biến nhất mà phân lập được. À, chúng ta cũng nhớ rằng là à, cũng lưu ý rằng là trong các cái bài tổng quan các phân tích nghiên cứu về viêm phổi cộng đồng thì họ không uh, lấy không thu thập các dữ liệu uh, liên quan đến các căn nguyên virus mà gây ra đại dịch và chúng ta uh, cũng cần phải lưu ý là riêng trong cái thế kỷ 20, thì chỉ chỉ căn nguyên cúm thôi cũng đã gây những cái vụ đại dịch rất lớn. Ví dụ như năm từ năm 1918, năm 1950, hay là gần nhất là năm 2009 với cúm cúm A H1N1. Những cái vụ dịch cúm đại dịch này thì đã gây ra cái con số tử vong cho đến hàng chục triệu người. Vâng và át à hẳn chắc là chúng ta cũng chưa quên chúng ta không quên được cái đại dịch covid 19 đó à, xuất hiện từ 2019 đến nay và đã cho đến nay thì có đến hơn 7 triệu người à, tử vong đã được ghi nhận à, do covid 19 và hiện nay thì cái dịch covid à, cái covid 19 không còn là đại dịch nhưng nó vẫn là một cái bệnh lưu hành và xin thưa các thầy cô các anh chị là đơn nguyên hồi sức cho bệnh nhân covid của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thì chúng em chưa bao giờ có dưới 10 bệnh nhân nặng và số bệnh nhân thở máy trung bình từ đầu đại dịch đến bây giờ đến đến thời điểm gần đây cũng lúc nào cũng có khoảng 10 bệnh nhân. Nói như vậy để có nghĩa là chúng ta thấy rằng là virus là một cái căn nguyên mà cần phải hết sức được chú ý và chúng ta không thể quên được. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là virus là một cái căn nguyên rất là phổ biến gây ra viêm phổi. Thế nhưng mà trong thực hành điều trị chúng ta cái việc mà chẩn đoán được viêm phổi do virus vẫn còn những thách thức như thế nào? Tại sao lại nó lại dễ bị lãng quên như vậy? Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy là về biểu hiện lâm sàng của cái viêm phổi do virus thì các cái triệu chứng từ các triệu chứng như là sốt, ho, khó thở, đau tức ngực hay là các cái triệu chứng toàn thân khác hay là kể cả, cả thăm khám thực thể thì cũng sẽ rất là khó để mà phân biệt được là à cái triệu chứng đấy viêm phổi đấy do virus hay là do vi khuẩn à cái x quang là một trong cái mà chúng ta thường để có giá trị lớn trong chẩn đoán viêm phổi thì ở trên mặc dù ở trên phim x quang phổi chuẩn một số cái dấu hiệu như là thâm nhiễm kẽ tổn thương kính mờ lan tỏa mà thường gặp ở, ở hai thủy dưới thì đây là những dấu hiệu mà gợi ý nghĩ nhiều đến viêm phổi do virus nhưng tuy nhiên nó cũng có thể lại gặp do cái viêm phổi do các căn căn nguyên vi khuẩn hoặc là căn nguyên không nhiễm trùng khác ngoài ra thì chúng ta biết rằng là một kể cả trong trường hợp những trường hợp mà tổn thương khu trú như tổn thương đông đặc tổn thương thùy thường là những hay là những trường hợp mà tổn thương có tràn dịch chúng ta gợi ý đừng nghĩ nhiều đến tổn thương là viêm phổi do vi khuẩn thì những cái trường hợp tổn thương đấy cũng lại có thể gặp do virus và đặc biệt là ở các cái bệnh nhân nặng À, thì cả virus và vi khuẩn thì đều có thể gây trường hợp là tổn thương phổi lan tỏa à, và vì vậy nhìn chỉ dựa vào trên phiên x quang thì sẽ rất là khó ví dụ trên kể cả những chuyên gia hàng đầu về x quang nhìn vào phiên phổi chúng ta cũng không thể nào phân biệt được đâu là viêm phổi do virus hay vi khuẩn à, ngay kể cả khi mà chúng ta dựa vào cái uh, chụp cắt lớp vi tính là một cái một trong những cái thăm dò cận âm sàng rất có giá trị trong việc mà đánh giá các hình thái tổn thương của phổi thì uh, những cái nghiên cứu về uh, về uh, cắt lớp vi tính phổi ở trên nhóm bệnh nhân virus thì người ta thấy rằng là uh, những cái hình thái tổn thương dạng kính mờ lan tỏa là cái hình thái mà phổ biến gặp nhất mặc dù là tần suất gặp thì nó sẽ khác nhau giữa các cái căn nguyên virus các cái tổn thương dạng đông đặc dạng nốt uh, thì sẽ ít gặp hơn do virus nhưng mà trong cái các nghiên cứu về về virus thì chúng ta thấy là đều nó vẫn có thể gặp các tổn thương như vậy và như vậy là các cái tổn thương ở trên phim cắt lớp vi tính thì nó cũng không có đặc hiệu. Và trên đây là những cái hình ảnh, ví dụ các cái trường hợp mà kính mờ lan tỏa, à, các cái những hình ảnh đây là hình ảnh đặc trưng cho viêm phổi do virus. À, hay là trên đây thì chúng ta cũng thấy rằng là kể à, cả như trên phim cắt lớp vi tính thì các cái trường hợp những cái những vùng đông đặc hay là tràn dịch màng phổi, đây là những trường hợp mà thường trước kia chúng ta cũng nghĩ nhiều là do căn nguyên vi khuẩn nhưng trên hình ảnh phim CT đây là các hình ảnh, các hình ảnh tổn thương phổi do virus cúm và virus RSV. À, ngoài những cái phương tiện hình ảnh thì chúng ta thấy là trước à, trên lâm sàng trên thực hành lâm sàng chúng ta hay dựa vào một số cái biomarker à, ví dụ như là chỉ số dựa vào tổng số bạch cầu số bạch cầu trung tính tỷ lệ bạch cầu trung tính trên bạch cầu lympho hay là một cái marker viêm như crp và thì như chúng ta thấy mà trong một cái phân tích tổng quan hệ thống chúng ta thấy rằng là ngay ngay cả cả khi sử dụng các cái ngưỡng ví dụ như bạch cầu trên 12 Uh, tỷ lệ bạch cầu trung tính là trên uh, trên bạch cầu lympho là trên 1,3, CRP là trên uh, đến 5,7, hay là bố canxi tôn nien là 0,14 uh, thì cái ngưỡng cái, cái độ nhạy và độ độ đặc hiệu nó cũng không quá cao À, nó khoảng từ 60 đến 70 và có một điểm lưu ý khác nữa là gì à, những trường hợp mà à, thực tế là có những trường hợp mà kể cả là viêm phổi do virus và bội nhiễm thì các cái mắc cơ mà mà chúng ta nghĩ nhiều đến căn nguyên là vi, à, viêm phổi do vi khuẩn nó cũng vẫn sẽ tăng cao trên thực hành lâm sàng là bệnh tại chỗ chúng em thì rất nhiều trường hợp mà cúm khi mà nặng vào thì các cái xét nghiệm khi mà có bội nhiễm thì bộ canxitonin nó cũng lên rất cao có thể lên đến hàng trăm à, thì đấy là cái điểm mà chúng ta cũng nó sẽ làm cho cái việc mà nếu mà chỉ dựa vào các mắc cơ viêm nghĩ đến viêm phổi do vi khuẩn mà chúng chúng ta bỏ qua virus thì cũng dễ rất dễ bị lãng quên. À, hay một cái vấn đề khác nữa ở trên thực hành lâm sàng thì việc mà chúng ta nếu sử dụng một số cái xét nghiệm test nhanh để chẩn đoán viêm phổi do virus, ví dụ như ở trên lâm sàng thường thường gặp nhất là chúng ta, ta làm cái xét nghiệm test, bị test chẩn đoán cúm hay là test chẩn đoán RSV. Thế thì à, như cách xét nghiệm mà test cúm truyền thống thì như cái các cái, cái phân tích uh, trên thế giới cho thấy rằng là cái độ nhạy của cái xét nghiệm test cúm này là thường là rất là thấp tỷ lệ cái độ nhạy nó thường có khoảng từ 20 đến đến khoảng tầm 60% như trên cái tổng quan hệ thống này thì chúng ta thấy là cái độ nhạy của các xét nghiệm test nhanh nó chỉ khoảng 54% và như vậy thì trên thực hành lâm sàng nếu à, mặc dù chúng ta nghĩ đến là căn nguyên này có thể là cúm và chúng ta làm test cúm một test test cúm âm tính mà chúng ta loại trừ chúng ta bỏ qua căn nguyên virus cúm thì có thể chúng ta đã bỏ sót đến từ gần 50% những trường hợp như vậy. Uh, cũng tương tự là nếu uh, như chúng ta thấy mà cái uh, cái phân tích uh, về thấy là cái test nhanh mà chẩn đoán RSV ở người lớn ở trẻ con thì có thể sẽ độ nhạy sẽ cao hơn nhưng ở người lớn thì độ nhạy của cái test nhanh uh, chẩn đoán RSV nó chỉ khoảng chưa đến 30% và như vậy là nếu mà chỉ dựa vào test nhanh thì chúng ta có nguy cơ bỏ sót đến tầm gần 70% căn nguyên Ờ, rõ ràng là cái việc mà mặc dù là chẩn đoán là cái viêm phổi do virus thì gặp là những cái khó khăn thách thức như vậy nhưng mà chúng ta thấy là việc mà chẩn đoán được cái viêm phổi do virus có thể mang lại rất là nhiều cái cái lợi ích cái ý nghĩa đối không chỉ đối với bệnh nhân mà có thể đối với cộng đồng thì đầu tiên là đối với bệnh nhân ấy, thì khi mà chúng ta chẩn đoán được uh, viêm phổi do virus thì sẽ góp, uh, sẽ sẽ giúp cho chúng ta có thể định hướng chúng ta sử dụng được các thuốc điều trị đặc hiệu uh, sớm và phù hợp để cái điều này thì có thể góp phần um, cải thiện cái tiên lượng người bệnh thì trong các cái thuốc điều trị đặc hiệu viêm phổi do virus thì chúng ta đương nhiên chúng ta cũng sẽ uh, không thể quên được đấy là các thuốc kháng virus đó và trong các thuốc kháng virus thì chúng ta thấy là trong các căn nguyên thì virus cúm là một trong những cái virus mà đã có rất nhiều các bằng chứng khoa học mạnh mẽ cho thấy rằng là việc mà sử dụng được thuốc kháng virus cúm uh, sớm nó góp phần giảm cái tỷ lệ tử vong uh, cho bệnh nhân so với cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị thuốc kháng virus muộn hoặc là không được dùng thuốc kháng virus ngoài ra thì ngoài cúm thì chúng ta biết là covid khi mà covid 19 ra đời thì cũng đã có rất là nhiều nghiên cứu nhiều hướng uh, nghiên cứu về các thuốc kháng virus và cho đến nay thì cái thuốc remdesivir là một trong những thuốc mà có những bằng chứng mạnh mẽ nhất và đưa vào khuyến cáo là thấy là với bệnh nhân covid nếu mà được dùng thuốc remdesivir ở thời điểm phù hợp thì có thể giúp góp phần làm cải thiện tiên lượng uh, tử vong cho người bệnh rất là rõ ràng uh, bên cạnh uh, hai cái virus kinh điển như cúm và covid 19 thì ngoài ra một số các virus khác như là uh, cmv uh, họ các họ virus herpes hay là một số virus khác thì chúng ta cũng có những cái thuốc điều trị đặc hiệu và uh, mặc dù là các bằng chứng thì nó không được mạnh mẽ như uh, trong thuốc cúm hay thuốc uh, về covid 19 nhưng chúng ta cũng thấy rằng nếu mà chẩn đoán được căn nguyên các cái con nguyên virus này và cho các thuốc điều trị đặc hiệu kháng virus thì cũng có thể góp phần làm cải thiện tiên lượng của những bệnh nhân nặng À, bên cạnh thuốc kháng virus ý, thì một số các cái căn nguyên virus khác và chúng ta gần đây nhất là chúng ta biết là là virus sars cov 2 thì chúng ta thấy là ngoài thuốc kháng virus nếu mà chẩn đoán được là bệnh nhân à, bị viêm phổi do sars cov 2 thì các cái thuốc điều trị đặc hiệu khác ví dụ như là corticoid các cái thuốc chống đông thì đã được là có rất nhiều cái bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng nếu mà áp dụng sớm và thời điểm phù hợp cũng góp phần làm tiên, cải thiện tiên lượng tử vong cho bệnh nhân ngay kể cả trong trường hợp mà không có các thuốc điều trị đặc hiệu chúng ta thấy là việc chẩn đoán được viêm phổi do virus thì nó cũng sẽ góp phần cho chúng ta có thể là giảm cái việc mà sử dụng kháng sinh không cần thiết đúng không? chúng ta thấy virus có thể là căn nguyên phần lớn gây ra viêm phổi nhưng thực hành lâm sàng điều trị thì trong điều trị thì phần lớn những trường hợp viêm phổi thì chúng ta đều là kê kháng sinh vậy thì những trường hợp nếu như mà chúng ta chẩn đoán được viêm phổi do virus và tình trạng bệnh nhân không quá nặng thì chúng ta có thể mạnh dạn tự tin để cắt À, dừng kháng sinh thì đã ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là việc mà tăng cường sử dụng các cái test chẩn đoán à, viêm phổi do virus thì cho thấy à, là sẽ làm giảm được tỷ lệ bệnh nhân dùng kháng sinh cũng như là giảm được cái thời lượng sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân thì cái điều này thì nó sẽ là góp phần làm là giảm cái tác dụng phụ cũng như giảm cái gánh nặng về về chi phí điều trị và đặc biệt là giảm cái nguy cơ chọn lọc kháng thuốc về sau này. À, một cái điểm lợi ích nữa của chẩn đoán viêm phổi do virus là nếu như mà chúng ta luôn chúng ta nghĩ đến cái căn nguyên viêm phổi do virus thì có thể sẽ có những trường hợp mà chúng ta sẽ phát hiện sớm được các cái căn nguyên mà nó có nguy cơ gây ra đại dịch thì đặc biệt là chúng ta lưu ý là nếu như mà trên lâm sàng chúng ta gặp các cái trường hợp mà có tổn thương phổi kèm theo những dấu hiệu ví dụ có suy hô hấp tiến triển nhanh và đặc biệt là có các yếu tố dịch tễ ví dụ như là có lây à, có có thành xuất hiện thành cả chùm ca bệnh và lại xuất hiện ở những người trẻ thì đây là những cái những cái đối tượng mà chúng ta cần phải hết sức là lưu ý, cần phải báo ngay cho các cái cơ quan chức năng uh, giám sát cái phòng ngừa các bệnh liên quan đường hô hấp cấp đúng không? Và chúng ta sẽ khởi động các hệ thống phòng chống dịch Vì như vậy nếu mà có một cái động thái mà chúng ta nghĩ đến nó sớm thì uh, dịch thường sẽ phát hiện được sớm và có thể sẽ khoanh vùng sớm đúng, tránh những trường hợp lây lan như là COVID-19 thì đây là một trong những cái ý nghĩa rất lớn trong chẩn đoán được viêm phổi do virus. Uh, thì uh, trên tổng hợp các cái y văn cũng như là À, trên thực hành lâm sàng thì em, em xin đưa ra một số các cái giải pháp mà chúng ta có hy vọng chúng ta có thể tăng cường được cái việc mà chẩn đoán viêm phổi do virus. À, đầu tiên ấy, là để chẩn đoán được viêm phổi do virus thì chúng ta phải cần phải nghĩ đến căn nguyên virus đã rõ ràng là các cái bằng chứng khoa học các cái thống kê cho thấy rằng là virus là căn nguyên phổ biến thậm chí nó còn phổ biến hơn cả vi khuẩn và vì vậy cho nên chúng ta kể cả trong những trường hợp mà à, trên lâm sàng là chúng ta đã chẩn đoán là viêm phổi do vi khuẩn nhưng nếu trên nhóm các bệnh nhân mà có đối tượng nguy cơ cao hoặc có các yếu tố dịch tễ chúng ta cũng không không nên lãng quên đặc biệt là đối với các cái bệnh nhân mà thuộc nhóm có nguy cơ tiến triển nặng căn nguyên do vi phủ do, do, do virus ví dụ như là À, các cái bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ này, bởi vì là nhóm những bệnh nhân mà có các cái bệnh nền, các yếu tố nguy cơ như này là những bệnh nhân mà có lợi ích lớn nhất khi mà chẩn đoán được. Ví dụ như là à, khi mà chẩn đoán được, kể cả là có viêm phổi, chúng ta cho kháng sinh viêm phổi vi khuẩn rồi, nhưng nếu phát hiện được là có cúm đồng nhiễm đi kèm, thì việc mà kê thuốc điều trị cúm có thể góp phần làm cho cái chuyện mà cải thiện được cái tỷ lệ khỏi, cải thiện được tiên lượng tử vong của bệnh nhân là cao hơn. À, ngoài ra thì chúng ta thấy là nếu mà để dựa vào nếu chỉ rời rạc từng một cái cái thông tin thì có thể là việc mà chẩn đoán có thể giúp cho chúng ta khó khăn hơn thì chúng ta cần phải tổng hợp các cái thông tin đánh giá tổng thể của bệnh nhân thì sẽ làm tăng gia tăng được cái khả năng chẩn đoán viêm phổi do virus trong đấy thì cần phải nhấn mạnh là vào cái yếu tố dịch tễ tức là nếu mà một bệnh nhân chúng ta cần phải khai thác kỹ về yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là xem là trong cái cái thời điểm mà vào đấy có có uh, dịch gì lưu hành không trong gia đình bệnh nhân có các biểu hiện của viêm đường hô hấp không hay là có những người trong gia đình đã được chẩn đoán là có cái biểu hiện hội chứng cúm mà được chẩn đoán theo căn nguyên rồi À, cũng như có nhiều cái nghiên cứu Thì cho thấy rằng là việc mà tổng hợp nhiều yếu tố ví dụ từ kết hợp cả yếu tố dịch tễ yếu tố lâm sàng và các cái mắc cơ viêm thì đã sẽ làm cho cái khả năng chẩn đoán được viêm phổi virus của chúng ta sẽ là cao hơn à, ngoài ra nữa thì khi nghĩ đến viêm phổi do virus thì chúng ta cũng sẽ nên sử dụng các cái phương pháp xét nghiệm test nhanh mà nó có độ nhạy cao để trong chẩn đoán thì chúng ta cũng biết là gần đây thì với cái sự phát triển của kỹ thuật thì có rất nhiều các xét nghiệm miễn dịch kỹ thuật số hay là xét nghiệm khuếch đại acid nucleic thì là ví dụ như trong chẩn đoán cúm thì hạn có độ những xét nghiệm này có độ nhạy rất là cao, độ nhạy có thể đến hơn 90%. Các xét nghiệm mà dựa trên kỹ học kỹ thuật sinh học phân tử này thì cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới nó có thể sẵn có và dễ dàng được phổ biến ở chúng ta khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ góp phần cái, cái tăng cái khả năng chẩn đoán của chúng ta. À Ngoài ra thì à, cái xét nghiệm PCR thì trước giờ chúng ta cũng biết PCR là một trong những cái xét nghiệm mà có cái độ nhạy rất là cao trong việc mà chẩn đoán phát hiện các cái virus. Độ nhạy của các xét nghiệm mà PCR thường là trên 90%, thậm chí là nhiều đối với nhiều cái căn nguyên là có thể lên đến, đến 100% và chúng ta cũng biết rằng là À, với hầu hết các căn nguyên virus đây thì à, à, thời gian gần đây sau đại dịch Covid thì như em được biết là rất nhiều các cơ sở y tế chúng ta có thể thực hiện được cái, cái kỹ thuật PCR này. Nhưng tuy nhiên thì có một điểm lưu ý là nếu mà PCR rời rạc thì chúng ta chỉ định à, cái PCR thì à, xét nghiệm PCR thì sẽ dựa trên là cái cái các cái dấu hiệu mà chúng ta định hướng nghĩ đến căn nguyên. Ví dụ như là nếu như mà bệnh nhân đến với chúng ta trong cái thời điểm mà dịch à, đang có dịch cúm lưu hành ở trong cộng đồng, trong gia đình mà người nhà, bệnh nhân mà đã có những biểu hiện của cúm thì cái xét nghiệm chúng ta sẽ chỉ định là PCR cúm. Được. hoặc là pcr uh, pcr covid nếu mà có cái yếu tố khai thác để yếu tố dịch tễ à, tức là với những, chứ không thể chúng ta làm nếu mà làm pcr riêng lẻ thì thì một bệnh nhân mà chúng ta chỉ định rất nhiều xét nghiệm pcr như này thì nó có thể sẽ tốn kém mà việc chỉ định xét nghiệm pcr thì sẽ dựa trên cái định hướng căn nguyên hoặc là ví dụ như những trường hợp mà bệnh nhân mà uh, cái uh, uh, suy giảm miễn dịch hay là cái trên nền mà ghép thận hay dùng các thuốc ức chế miễn dịch thì uh, với trường hợp mà tổn thương mà nghi ngờ viêm phổi ví dụ như cái xét nghiệm là pcr cho uh, cho cmv là cái mà chúng ta Ta có thể cần phải lưu ý đến à, ngoài ra nữa thì à, chúng ta biết là gần đây thì với cái, cái sự phát triển của các cái uh, kỹ thuật sinh học phân tử thì có nhiều cái phương pháp là như PCR đa mồi và với ứng với việc của ứng dụng của PCR đa mồi thì với những trường hợp mà nếu mà chúng ta không thấy có cái không rõ được định hướng căn nguyên là khi mà dịch là lưu hành như thế nào thì các cái xét nghiệm PCR đa mồi này là một trong những cái mà có thể giúp cho chúng ta phát hiện được uh, được, được có thể nhiều căn nguyên tức là những trường hợp mà triệu chứng chỉ cần uh, dụ, sử dụng PCR theo theo hội chứng là cũng đã phát hiện ra và một trong những đặc điểm là các xét nghiệm PCR này thì thường có cái cái thời gian mà có được cái kết quả rất là sớm. À, thường là có thể là vài trong vòng vài giờ đã, đã cho chúng ta có kết quả rồi thì với cái các cái xét nghiệm mà pcr, multi PCR này thì cũng lại tùy thuộc vào ví dụ như là khai thác triệu chứng mà chúng ta nó cũng có nhiều cái loại uh, hiện tại như như em được biết thì ở trên uh, trên thị trường của Việt Nam hay là đã được ứng dụng vào khá là nhiều và với cái Tất nhiên là tại thời điểm hiện tại thì với cái giá thành của các cái xét nghiệm có thể đến tầm vài triệu một xét nghiệm nhưng cũng có đã có những xét nghiệm có thể giá thành càng ngày với sự phát triển của công nghệ thì cái giá thành xét nghiệm nó càng giảm hơn và rất là mong là trong tương lai thì cái việc mà các cái xét nghiệm multi PCR với giá thành uh, giá thành được giảm hơn nữa sẽ được ứng dụng áp dụng rộng rãi bởi vì uh, một cái xét nghiệm chỉ định có thể vài trăm nghìn đến vài triệu nhưng mà sẽ góp phần giúp chúng ta là phát hiện được ra các cái virus và vì vậy có thể là sẽ tiết kiệm được cái tiền thay vì là tiền chẩn đoán thì chúng ta tiết kiệm được tiền thuốc kháng sinh, đấy là một cái điểm có thể rất là có lợi uh, uh, cho bệnh nhân uh, uh, Thì tóm lại thì uh, trong cái bài báo cáo này của em thấy là Virus thì là cái căn nguyên hàng đầu gây ra Một trong những căn nguyên rất là đóng vai trò quan trọng gây ra cái tổn thương phổi Và trên thực hành lâm sàng thì chúng ta biết là nó là một căn nguyên Mà vẫn rất dễ bị lãng quên do những cái biểu hiện lâm sàng uh, Thường không đặc hiệu, các cái xét nghiệm hoặc thậm chí trần thậm đoán hình ảnh cũng không đặc hiệu và để nhưng mà mặc dù vậy thì việc mà chẩn đoán được cái căn nguyên virus thì nó có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với bệnh nhân mà thậm chí là có ý nghĩa đối với cả cộng đồng và vì vậy nên là chúng ta cần phải lưu ý hơn nữa tăng cường các biện pháp chẩn đoán viêm phổi do virus trong đấy thì chúng ta sử dụng để chẩn đoán được viêm phổi do virus thì sử dụng các cái phương pháp xét nghiệm đặc biệt là các xét nghiệm sinh học phân tử là có độ nhạy để cao để chẩn đoán à, bài trình bày của em đến đây là hết à cảm ơn các thầy cô các anh chị đã lắng nghe vâng.